Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ km 19+000 đến km 53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có chiều dài khoảng 34 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2028. Tuyến đường được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 có 2 làn xe với tốc độ thiết kế 80 km/h, bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Chiều rộng nền đường là 12m. Đến nay dự án đã giải phóng mặt bằng khoảng 8,2 km. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, trong đó có dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có ý nghĩa chiến lược quan trọng, thúc đẩy kết nối giữa các tỉnh Tây Bắc, giữa Tây Bắc với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, tạo động lực mới để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng đối với vùng Tây Bắc, mở ra không gian phát triển mới, đưa Tây Bắc bước sang thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn. Giải phóng mặt bằng đi trước một bước, nhưng mà giải phóng mặt bằng thì lại phải đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, với một cái tinh thần là cái nơi ở mới phải tốt hơn, và cái nhất là bằng cái nơi ở cũ, và chúng ta khuyến khích cái tái định cư tại chỗ. Thì ai không có tái định cư tại chỗ được thì chúng ta mới có cái khu định cư tập trung, và đã định cư tập trung thì phải xây dựng hiện đại luôn. Hướng đến cái hiện đại luôn. Thủ tướng Chính phủ cho rằng dự án khởi công thể hiện sự cố gắng rất lớn của tỉnh Hòa Bình và các bộ ngành liên quan. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu, dự án có nhiều hạng mục, nhiều việc phải làm. Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La phải quan tâm, chăm lo ổn định nơi ăn chốn ở, thu xếp công việc và điều kiện sinh sống của đồng bào đã bàn giao mặt bằng cho dự án, sớm hoàn thành gói thầu cầu Hòa Sơn để thi công trong đầu tháng 11 năm 2024, phấn đấu hoàn thành dự án giai đoạn 1 trước ngày 31 tháng 12 năm 2027, đồng thời triển khai ngay xây dựng dự án giai đoạn 2 ngay sau đó. Cảm ơn và mong muốn nhân dân vùng dự án ủng hộ, Thủ tướng tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm của chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ được xây dựng và hoàn thành đưa vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ quan, góp phần quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Hòa Bình, các tỉnh Tây Bắc và cả nước nói chung. Trong chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, dự lễ khởi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực hiện phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm một số gia đình có nhà ở mới từ phong trào, đặc biệt là thăm gia đình ông Sa Văn Vọng, dân tộc Tày ở xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Gia đình mà Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, động viên, tham gia khởi công xây dựng nhà ngay sau khi phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 vào ngày 13 tháng 4 năm 2024. Tiếp đó, Thủ tướng thăm gia đình anh Nguyễn Văn Đồng, chị Sa Thị Nga ở thôn Roi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, là hộ cận nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với sự nỗ lực của gia đình, sự giúp đỡ của làng xóm, gia đình đã có ngôi nhà mới. Vui mừng chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của gia đình ông Sa Văn Vọng, Nguyễn Văn Đồng cũng như nhiều gia đình khác trong ngôi nhà mới được xây dựng từ phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tỉnh Hòa Bình đã nói là làm, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lan tỏa tinh thần ai có công góp công, ai có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, quản lý hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo mà tiến tới cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn.